Các bạn thân mến, không biết là các bạn đã lên xem phần livestream rất là đặc biệt này hay chưa? Nhưng mà ngày hôm nay thì chị quay trở lại cùng với các bạn ở trong phần livestream này sẽ không phải là một buổi giảng văn giống như mọi hôm nữa, mà chúng ta sẽ có một khoảng thời gian với nhau nhiều hơn, được không ạ? Bởi vì chị biết là cũng có rất là nhiều bạn thì mới biết đến chị thôi, và cũng rất là ít khi chị có thời gian để chia sẻ với các em về cuộc sống của mình. Đó, thế nên là các bạn ơi, xin chào các em. Xin chào 70 bạn đang xem phần livestream của chị. Ok, xin chào 70 bạn. Chúng ta sẽ có một cái khoảng thời gian nho nhỏ cùng với nhau, được không nào? Ok, xin chào 104 bạn đang xem phần livestream này. Cảm ơn Trung Dũng. Cảm ơn Huỳnh Hân. Cảm ơn các em vì đã gửi lời chào, gửi lời chúc mừng sinh nhật đến chị. Hạnh phúc quá nhở, thật sự luôn đấy. Thứ đây em bao cho thật chặt. Cảm ơn các em rất nhiều. Cảm ơn các bạn nhá. Cảm ơn các em. Trời ơi, các bạn làm chị xúc động quá. Ngày hôm nay trong cái phần phát trực tiếp này, chúng ta sẽ có một cái phần cùng với chị đi khám phá về món quà vô cùng đặc biệt mà trong cái khoảnh khắc ngày hôm qua, đêm ngày hôm qua thì team học văn chị Hiên đã dành cho chị. Và chị cũng không biết là các bạn ấy đã lấy đi biết bao nhiêu là nước mắt của chị nữa. Bởi vì là hôm qua đối với chị là một ngày rất tuyệt vời và hôm nay cũng như thế. Các bạn ấy đã đưa chị từ cung bậc này tới cung bậc khác đây, qua những tấm thẻ như thế này. Mà ngày hôm nay chị muốn chia sẻ cùng với các bạn. Các em nhìn này, hôm qua các bạn ấy đã dành tặng cho chị chiếc áo đồng phục này của team học văn chị Hiên. Các bạn ấy đã tự đi làm. Và chị rất là hạnh phúc về điều đấy. Cảm ơn các em. Cảm ơn các bạn, cảm ơn các em vì đã gửi lời chúc mừng sinh nhật đến chị. Không biết có tiết mục gì không nhở? Cảm ơn các bạn nha. Chúng mình có nên hát Happy Birthday cùng với chị không nhở? Có nên hát chúc mừng sinh nhật cùng với chị không? Rồi, ok, chị cảm ơn Huy nhiều, chị cảm ơn em. Thanh Tùng ơi, hình như là ngày hôm nay em đã gửi cho chị một cái video clip rất là đặc biệt đúng không? Và chị đã xem hết cái video clip của em rồi đấy. Thông qua cái phần livestream này thì chị muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới em. Tại vì đã tốn công, tốn sức để làm cho chị một cái video clip nó gọi là đáng yêu đến như vậy. Và chị cảm ơn em rất là nhiều. Được không ạ? Đây là tất cả những cái gì mà team học văn chị Hiên đã dành cho chị. Bởi vì chị biết là các bạn ấy biết được chị rất là thích cái bộ phim Itaewon Class. Đấy. Thế nên các bạn ấy đã làm theo đúng cái mô típ của cái bộ phim đấy. Và các bạn ấy đã đặt ra cho chị rất nhiều những câu hỏi khác nhau và buộc chị phải trả lời một cách thật là chính xác. Đấy. Thế nên là ngày hôm nay chị muốn chia sẻ những cái câu hỏi này cùng với các em, để xem là giữa chị và các em chúng ta có nhiều điểm tương đồng hay là không nhá. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu luôn cùng với chị nha. Cảm ơn các bạn, cảm ơn các em vì đã gửi lời chúc mừng sinh nhật đến chị. Cảm ơn các em rất nhiều. Rồi các bạn ơi, chúng mình sẽ cùng đến với cái câu hỏi đầu tiên mà ngày hôm qua các bạn ấy đã dành cho chị nhá. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Đây là tất cả những gì mà team học văn chị Hiên đã dành cho chị. Bao nhiêu tình cảm là các bạn ấy gửi vào đây cả. Đó, thế nên là chị cực kỳ trân trọng điều này. Chị cực kỳ trân trọng điều này. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu hỏi đầu tiên nha. Và chị cũng muốn là các em cũng có thể trả lời cái câu hỏi đó cùng với chị, được không? Các bạn cũng sẽ trả lời những cái câu hỏi đó cùng với chị nhá. Trước tiên này, bây giờ chị cảm thấy khoảnh khắc đáng nhớ nhất là khi nào?
Chị không biết là đối với các bạn thì khoảnh khắc mà các em nhớ nhất là khi nào? Khoảnh khắc mà các em nhớ nhất là khi nào? Chị muốn là cũng được lắng nghe các em nữa. À, cùng trả lời với chị nhá, bởi vì không phải dễ gì mà chúng mình lại có một cái buổi để ngồi nói chuyện thân mật với nhau như thế, đúng không? Nên chị cũng muốn lắng nghe các em. Ôi, hôm nay cũng là sinh nhật em à? Chúc mừng sinh nhật Thùy Dung nha. Chị chúc mọi điều tốt đẹp nhất đến với em ở trong tuổi mới này. Luôn vui vẻ, lạc quan, yêu đời và đặc biệt là cố gắng để đỗ đại học điểm cao nhất nhá. Rồi, bây giờ khoảnh khắc đáng nhớ nhất đối với bạn là khi nào? Các bạn có sẵn sàng trả lời với chị không? Nếu mà hỏi chị là khoảnh khắc đáng nhớ nhất của chị là khi nào? Thật ra thì trong cuộc đời chị may mắn lắm, bởi vì chị có rất là nhiều những cái khoảnh khắc đáng nhớ mà mình có thể ghi lại được. Thật sự là như vậy. Đối với chị thì có lẽ khoảnh khắc đáng nhớ nhất, nếu như ở thời điểm hiện tại mà nhìn về cái quá khứ gần nhất, thì có lẽ chính là cái khoảnh khắc mà trong những cái giây phút cuối cùng cùng với 2K1 ở trong khóa học 10 ngày năm trước. Thực sự là như vậy. Khi mà tất cả cùng với nhau, chị cùng với các bạn ở trong team của chị, trong cái buổi livestream cuối cùng, đã cùng hát cái bài hát Niềm tin chiến thắng gửi đến các bạn ấy. À không, Đường đến ngày vinh quang để gửi đến các bạn ấy. Giống như là một cái động lực cuối cùng để tiếp bước thêm đối với các em ấy. Đấy. Và chị thấy đó là cái khoảnh khắc tuyệt vời nhất mà chị có cùng với các bạn 2K1 trong cả một cái quá trình rất dài mà chị gắn bó cùng với các bạn ấy. Những đêm học gọi là mãi, học rất là khuya không ngủ. Rồi thì những cái lúc mà chị ngồi chị tận tụy, chị ngồi chị viết từng cái thiệp một cho các bạn ấy. Hạnh phúc lắm. Và đó là khoảnh khắc đáng nhớ nhất của chị. Ở trong này có một cái lời chúc của team học văn chị Hiên đã dành cho chị. Đây, như sau các em ạ. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của em đối với chị chắc có lẽ là lần chị đi lấy chồng làm em giờ ra ở riêng. Chúc chị có thêm thật nhiều những thành công mới, có thêm những kỷ niệm khó quên trong cuộc sống. Happy birthday my sister, cùng với một lời chúc may mắn. Các bạn ơi, đây ạ. Đây là lời chúc từ em trai của chị và cũng là một thành viên ở trong team chị, cùng với một cái bức ảnh ở đây. Đó chính là bức ảnh của team chị Hiên. Đó, đây là bức ảnh của team chị Hiên. Chưa đầy đủ đâu, vẫn còn thiếu hai bạn nữa thì mới đầy đủ team được. Nhưng mà chị cảm thấy rất là tự hào với các bạn ấy, bởi vì những điều mà các bạn ấy làm cho chị là những điều vô cùng là ngọt ngào. Nên là chị rất là hạnh phúc khi mà có các bạn ấy ở bên cạnh. Nếu như mà hỏi thanh xuân của chị là gì thì chắc là chị có thể trả lời thanh xuân của chị chính là tấm ảnh này. Mọi người đều rất là kiểu gắn bó với nhau ấy. Rồi chúng mình sẽ chuyển qua câu hỏi số 2 nhá. Được không? Chúng mình sẽ cùng nhau chuyển qua câu hỏi số 2. Đây ạ. Bây giờ chị cảm thấy khoảnh khắc tự hào nhất là khi nào? Nếu như mà hỏi chị về khoảnh khắc khiến cho bản thân của chị cảm thấy tự hào nhất thì có lẽ là những lần mà chị bắt đầu những chiến dịch và các bạn tham gia rất nhiệt tình. Khi mà chị được cầm mic và đứng trước các bạn, cùng với các bạn trải nghiệm từ cảm xúc này cho tới cảm xúc khác ở trong những tour cảm hứng văn học miễn phí dành cho các bạn. Và chị cảm thấy rất là tự hào về điều đó. Khi mà mỗi ngày fanpage học văn chị Hiên lại được nhiều người thích hơn và có những cái mốc rất là quan trọng như là 20.000 lượt like, 30.000 lượt like, 40.000 lượt like và sắp tới là 50.000 lượt like. Đó là cái khoảnh khắc hạnh phúc nhất, là cái khoảnh khắc tự hào nhất của chị. Khi mà đứa con tinh thần của mình thì càng ngày càng khôn lớn. Được không nào? Và đây là một cái lời chúc tiếp theo của các bạn ấy dành cho chị. Mong chị lúc nào cũng tự hào về chúng em, về team chị Hiên. Em đợi đến lúc công ty được thành lập. Các bạn ơi,
Đấy, đó cũng là một trong những niềm tự hào lớn lao nhất của chị, vì chị cảm thấy rằng càng ngày thì các bạn ở trong team học văn chị Hiên càng gần gũi với nhau hơn, giống như là một cái khối đại đoàn kết ấy, thống nhất, sẵn sàng với nhau chiến đấu, sẵn sàng với nhau chịu gian khổ và lúc nào cũng tâm niệm ở trong cái cách làm việc, giống như chị nói với các bạn ấy rằng là trước tiên là cần phải sự tận tâm đã. Đó là lý do tại sao mà học văn chị Hiên với tất cả trọn vẹn đủ đầy. Đó là khoảnh khắc mà chị cảm thấy tự hào nhất. Và đây ở đằng sau này có một cái bức ảnh. À bạn các bạn đi lấy ảnh nhưng mà lấy nhầm, có nghĩa là các bạn ý tưởng đây là cái hôm chụp kỷ yếu của chị. Nhưng mà đây lại là cái hôm mà chị đi chụp kỷ yếu cùng với một người bạn thân. Đó chứ không phải là kỷ yếu của chị. Nhưng mà các bạn ấy đã nghĩ rằng là em nghĩ là cái khoảnh khắc chị tự hào nhất là khi chị cầm trên tay tấm bằng đại học. Và chị rất là hạnh phúc với điều đấy sau quá trình cực khổ học hành của mình. Rất vui, được không ạ? Rồi, chúng ta sẽ cùng qua câu hỏi tiếp theo nhé. Đây ạ, câu hỏi số 3. Được không? Câu hỏi số 3 như sau. Bây giờ chị cảm thấy khoảnh khắc may mắn nhất là khi nào? Nếu như mà hỏi chị về khoảnh khắc may mắn nhất thì có lẽ là khoảnh khắc chị đã không từ bỏ. Chị nghĩ là như vậy. Khi mà bản thân của chị đến thời điểm hiện tại cũng trải qua rất là nhiều những cái biến cố nhất định. Nhưng mà dù vất vả như thế nào thì chị cũng không từ bỏ. Và may mắn là trong chặng đường mà chị không từ bỏ, bằng một cách nào đấy thì luôn luôn có những người bạn, luôn luôn có những người đến với chị và ở bên cạnh chị và khiến cho chị cảm thấy mình chưa bao giờ cảm thấy đơn độc cả. Chưa bao giờ chị cảm thấy đơn độc trong hành trình của mình cả. Mặc dù là có bao nhiêu vất vả, phải gánh gồng biết bao nhiêu những thứ mệt mỏi đi chăng nữa, thì chị chưa bao giờ một giây phút nào cảm thấy đơn độc bằng cách này hay cách khác. Thì vẫn có những người ở bên cạnh mình an ủi, động viên và quan trọng là đưa đôi tay ra, đưa bàn tay ra để kéo mình đứng dậy. Và chị cũng rất là muốn được làm điều đó đối với các em, để cho các bạn sau này khi nhìn lại thấy rằng là cái việc mình biết tới học văn chị Hiên này, mình biết tới team chị Hiên này và biết cả chị Hiên nữa, đó là một điều may mắn ở trong cuộc sống của các bạn. Chị hy vọng là như vậy. Đây sẽ là lời chúc tiếp theo của các bạn ấy dành cho chị. À, đây chính là lời nhắn nhủ của chị trợ lý. Chắc hẳn là các bạn cũng đã quen dần với chị trợ lý của team học văn chị Hiên rồi. Hôm qua đọc cái tin nhắn này lên mà chị kiểu đọc cái lời chúc này lên mà chị kiểu thổn thức cực ấy. Chị cảm thấy rất là xúc động. Đây, như sau ạ. Chúng ta đã bên nhau được bao lâu rồi chị nhỉ? Em không rõ nữa. Nhưng em luôn cảm thấy gặp chị là khoảnh khắc may mắn nhất trong cuộc sống của em. Mỗi khi em muốn bỏ cuộc thì cũng chính chị là người ở bên động viên em, thúc giục em. Em hy vọng mọi khoảnh khắc may mắn này sẽ luôn ở bên hai chị em mình. Ngày hôm qua đọc xong ấy, thế là mọi người bảo là thế may mắn chỉ ở bên hai chị em mình thôi đúng không? Đấy kiểu vậy. Nói chung là chị rất là cảm ơn Huyền, bởi vì là Huyền đã ở bên cạnh chị và gồng gánh cùng với chị những cái mà chị khó khăn hay là những lúc mà chị yếu đuối không được mạnh mẽ. Nhưng mà Huyền đã ở bên chị và chị mong là những cái khoảnh khắc hạnh phúc đó thì sẽ mãi mãi ở bên chúng ta. Đây, đây là một trong số những khoảnh khắc của chị khi mà được ở bên cạnh một người mà mình yêu thương vô cùng. Bằng một cách nào đấy, đi một vòng lớn rồi cuối cùng vẫn trở lại với nhau và để cùng với nhau cố gắng nhiều hơn nữa để cùng với nhau đi đến cuối con đường, cuối cuộc đời. Đây là một trong những khoảnh khắc của chị đợt chị đi Trung Quốc trong tuần trăng mật của chị. Rồi, ok. Tiếp theo nhá. Qua câu hỏi tiếp theo. Các em thấy không? Team học văn chị Hiên tỉ mỉ và tận tụy chuẩn bị cho chị từng tấm thiệp một như thế này. Chị rất là hạnh phúc và cảm động về điều đó. Những điều tuy nhỏ thôi nhưng mà lại cực kỳ có ý nghĩa với chị. Câu hỏi tiếp theo. Chị nghĩ đây sẽ là cái câu hỏi mà các bạn rất muốn trả lời. Và chị cũng muốn đặt cái câu hỏi này cho các bạn. Bây giờ chị cảm thấy khoảnh khắc sợ hãi nhất là khi nào? Các bạn ơi, nào, chị rất là muốn lắng nghe các em bởi vì chị nghĩ đây là cái câu hỏi mà các bạn sẽ muốn được trả lời để gọi là gì ạ?
bày tỏ hết đi những cái nỗi lòng của mình. Khoảnh khắc sợ hãi nhất của các bạn là khi nào? Khoảnh khắc sợ hãi nhất là khi nào? Đối với chị thì khoảnh khắc sợ hãi nhất cảm ơn các em nhé, cảm ơn các bạn. Khoảnh khắc mà khiến cho chị cảm thấy sợ hãi nhất là khi mà chị biết là bố mẹ mình đang lo lắng, hoặc là cái khoảnh khắc mà bố mẹ nhìn thấy mình khóc á, hay là nhìn thấy mình kiểu không vui ấy, thì đấy là cái khoảnh khắc mà chị cảm thấy sợ hãi nhất. Thực sự là như vậy. Đối với chị thì cái việc mà chị cảm thấy mình cũng tự hào và hạnh phúc là bởi vì chị luôn luôn cố gắng không để cho bố mẹ mình phải buồn. Bởi vì chị cảm thấy là gia đình là một trong những cái động lực vô cùng lớn đối với bản thân của chị. Và chị sợ hãi nhất là khi mà khiến cho bố mẹ của mình phải buồn. Tức là bố mẹ mình nhìn thấy mình buồn. Nên đối với bản thân của chị, mọi khó khăn hay là mọi thứ vất vả đều không có gì đáng ngại cả. Không có gì đáng ngại cả. Chỉ cần là mình có thêm niềm tin và động lực thì chắc chắn là mình sẽ làm được những cái điều mà mình mong muốn thôi. Nên chị mong là dù cho các em có đang có những cái cảm xúc sợ hãi như thế nào, thì các bạn cũng sẽ hướng về phía trước để sẵn sàng vượt qua mọi điều đó các em nhé. Ở đây tiếp tục là một cái lời chúc mà team học văn chị Hiên đã gửi cho chị này. Khi sợ hãi nhất, chị đừng lo nhé, vì đã có chúng em và 500 anh em học sinh trên khắp cả nước tới giải cứu công chúa Minh Hiên. Trời ơi, các bạn ấy đáng yêu lắm luôn ấy, team chị Hiên đáng yêu thực sự luôn. Và đây là cái bức ảnh hồi năm nhất của chị, hồi năm nhất đại học của chị. Chắc là các bạn ấy nghĩ rằng đây là cái khoảnh khắc mà chị đang lo lắng điều gì đấy và đang suy nghĩ điều gì đấy. Rồi, tiếp theo, qua câu hỏi tiếp theo. Bây giờ chị cảm thấy khoảnh khắc thất vọng nhất là khi nào? Khoảnh khắc thất vọng nhất về chính bản thân mình. Thật ra thì trong cuộc đời của chị thì cũng có nhiều những cái khoảnh khắc thất vọng rồi ấy. Tại vì là chị cũng là một trong những cái người khá là cầu toàn trong suy nghĩ, thật sự là như vậy. Chị là người khá là cầu toàn trong suy nghĩ. Chị muốn là những cái gì mà mình có thể làm ra nó đều có thể chỉnh chu, và nó phải tâm huyết, đặt vào trong đó cái tâm huyết. Nên nếu như mà hỏi chị về cái khoảnh khắc mà chị cảm thấy thất vọng nhất, thất vọng về chính mình nhất, thì có lẽ là đến thời điểm hiện tại chị vẫn chưa làm được cho bố mẹ chị nhiều hơn. Thật sự là như vậy. Thôi, chị sẽ không muốn nói sâu quá nhiều về điều này, nếu không thì chị sẽ xúc động mất. Chị mong là những ngày tháng tiếp theo sau này, chị có thể làm cho bố mẹ chị nhiều điều hơn nữa, và có thể làm cho bố mẹ chị lúc nào cũng sẽ hạnh phúc. Và bởi vì là con cái mình đang ngày càng trưởng thành hơn, biết suy nghĩ chín chắn hơn, và lúc nào cũng có một trái tim nồng ấm để trao tình yêu thương đến mọi người. Ở đây có một cái lời chúc tiếp theo của team học văn chị Hiên dành cho chị. Chị yêu, em vẫn luôn nhớ chị đã từng nói rằng chỉ cần mình cố gắng hết sức thì ngày mai sẽ là một ngày tuyệt vời. Em luôn tin chị, yêu chị, chắc chắn rằng ai cũng phải trải qua sóng gió. Em chỉ mong chị của em sẽ mãi mãi lạc quan tin tưởng. Chúng em luôn ở bên chị, cổ vũ, và dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, bọn em cảm ơn chị, người truyền cảm hứng. Rất là đáng yêu đúng không? Các bạn ấy kiểu đáng yêu lắm, các bạn ấy khéo tay lắm. Rồi tiếp tục nhá, qua câu hỏi tiếp theo. Đây ạ. Bây giờ chị cảm thấy khoảnh khắc lo lắng nhất là khi nào? Nếu như hỏi chị về khoảnh khắc lo lắng nhất là khi nào thì ai trong chúng ta cũng sẽ có những cái khoảnh khắc lo lắng. Nhưng mà đối với chị, cái khoảnh khắc lo lắng nhất là cái khoảnh khắc mà cảm thấy lo lắng và bất an nhất là khi mà chúng ta, những cái người thân của chúng ta, và đặc biệt là có một cái câu chuyện là đợt đấy nói chung là bố chị kiểu như là kiểu uống rượu say ấy. Thế xong rồi kiểu bố chị kiểu đi lạc ở đâu á, xong rồi cả nhà chị mãi không tìm được bố chị ấy.
Thì đúng, chính xác đấy là cái khoảnh khắc mà chị lo lắng nhất, thật sự là như vậy. Nhưng mà sau đấy thì là bố chị chỉ là bố chị đi gặp một người bạn xong rồi bố chị đi về thôi, chứ không có vấn đề gì cả đấy. Thế nên là cái khoảnh khắc lo lắng nhất của chị có lẽ là lúc đó, khi mà mình cứ đi ra đi vào và không làm được bất cứ một điều gì cả. Chị nhớ là lúc đó chị học cấp 3. Thì ở đây, mỗi lần, mỗi khi lo lắng, chị cũng đừng hoảng hốt, luôn có bọn em bên cạnh. Hoảng hốt quá thì chị có thể đốt một que diêm rồi ước nhé ạ. À, chúc mừng sinh nhật chị, mong là chị sẽ không bao giờ phải lo lắng cả. Anh Hoàng và bọn em luôn bên cạnh chị mà. Chị cũng mong là những lần mà chị lo lắng thì chị có thể đốt một que diêm để có thể xua tan đi cái lo lắng của mình. Đây cũng là một cái lời khuyên dành cho các bạn đấy nhở, đúng không? Rồi, và đây là bức ảnh của chị. Đây là bức ảnh mà chị, đợt chị đi vào trong thành phố Hồ Chí Minh và chị tổ chức tour cảm hứng văn lần đầu tiên, lần thứ nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. Và đối với chị đó là một tour cảm hứng rất là thành công, được không ạ? Cho đi, chị nghĩ rằng cho đi thì sẽ là những điều mà rất là có giá trị, được không? Rất là điều đồ đạc, đi theo lỉnh kỉnh. Chị và một người bạn nữa của chị đã gọi là chiến đấu đi vào đó để gọi là mang cái tâm thế là mong muốn là có thể cho đi nhiều nhất. Rồi ạ, bây giờ chị cảm thấy khoảnh khắc đáng tiếc nhất là khi nào? Thật ra thì đối với bản thân của chị thì chị không cảm thấy khoảnh khắc nào trôi qua là đáng tiếc cả. Tại vì chị nghĩ rằng là những gì đã qua là những gì đã qua. Và chị luôn luôn nói với những bạn ở trong team chị Hiên là như vậy. Chúng ta sẽ không bao giờ lấy lại được những cái điều mà đã qua. Nên chỉ có một cách là chúng ta tiếp tục cố gắng cho ngày hôm nay mà thôi. Chúng ta sẽ chỉ tiếc nuối khi mà chúng ta không làm điều đấy. Còn nếu như chúng ta đã làm rồi thì chắc chắn là chúng ta sẽ không tiếc nuối. Và đây là cái lời chúc mà tiếp tục team học văn chị Hiên dành cho chị. Chị sẽ mở cho các em xem nhé. Chị biết không, câu nói của chị em nhớ nhất là chuyện gì đã qua không nhắc lại nữa. Vậy nên, khi cảm thấy nuối tiếc vì bất cứ chuyện gì, chị hãy cứ vui vẻ hướng về phía trước chị nhé. Và người ta chỉ nên tiếc những điều chưa làm thôi. Còn lại, tiếc nuối làm chi, muộn phiền làm gì chị nhỉ? Chị mong là các bạn, học sinh của chị cũng sẽ như thế nhá. Cũng sẽ không cảm thấy tiếc nuối về những cái chuyện đã qua, bởi vì những cái gì đã qua là những chuyện mà chúng ta sẽ không nhắc lại nữa. Ok không? Chị mong là các em cũng sẽ như vậy, được không nào? Rồi, tiếp tục, chỉ còn hai cái nữa thôi. Một cái, bây giờ chị cảm thấy khoảnh khắc quyết tâm nhất là khi nào? Có lẽ là bây giờ đi. Chị quyết tâm cho những dự định của mình sắp tới. Và chị sẽ cố gắng hoàn toàn nỗ lực cho tất cả những cái mục tiêu phía trước của mình. Và chị mong là các em cũng sẽ như thế ngay ở khoảnh khắc này. Các bạn cũng sẽ cố gắng và quyết tâm như chị, được không ạ? À, quyết tâm nhá, quyết tâm để đạt được những mục tiêu của mình. Và dù có khó khăn như thế nào thì chúng ta cũng sẽ không bỏ cuộc. Ok không? Cố gắng lên nhá. Và đây chúng ta có một bức ảnh. À các bạn ơi, đây là bức ảnh của tất cả các em này. Các bạn thấy không? Đây là tour cảm hứng học văn chị Hiên mà chị tổ chức ở đợt vừa rồi ở Bắc Ninh. Và đã thu hút gần 100 bạn tham dự trong tour cảm hứng này. Đây chính là hình ảnh của các em đúng không? Chị mong là các bạn, các em sẽ luôn luôn cố gắng giữ được cái tinh thần quyết tâm chiến đấu của mình nhá. Và chúng mình sẽ còn gặp lại nhau ở trong những cái sự kiện đặc biệt như vậy nữa, được không ạ? Rồi, và câu hỏi cuối cùng của chúng ta. Đây ạ, câu hỏi cuối cùng. Bây giờ chị cảm thấy khoảnh khắc hạnh phúc nhất là khi nào? Đối với chị, nếu ở thời điểm hiện tại thì khoảnh khắc hạnh phúc nhất có lẽ là chị vẫn đang ở đây cùng với các em, chia sẻ những cái câu chuyện của chị, những mong muốn của chị và giúp đỡ các em nhiều hơn. Hạnh phúc là khi mình biết được rằng là mình vẫn còn đang được sống. Bởi vì vốn dĩ chúng ta không thể biết trước được ngày mai sẽ như thế nào. Thế nên mỗi ngày thức dậy đều là một ngày tuyệt vời lắm các bạn ạ. Chị cũng mong là các em sẽ trân trọng từng khoảnh khắc mà chúng ta có được ở trong cuộc đời này và không ngừng nỗ lực cho những ước mơ của mình các bạn nhé. À, ở đây chị có một bức ảnh. Đây là một trong số những cái khoảnh khắc hạnh phúc nhất của chị. Đúng là hạnh phúc nhất của chị. Khi mà đi một vòng lớn rồi mới hiểu.
Những gì mà đã thuộc về nhau và đã được ấn định bởi duyên số thì chúng ta cuối cùng cũng sẽ quay trở lại với nhau như một điều thần kỳ. Chị cũng mong là các bạn, các em cũng sẽ gặp được người mà mình đam mê, và người đó sẽ cho các em thêm động lực để tiếp tục cố gắng và sẽ mang lại cho các em những khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Được không? Chúng ta sẽ đến với lời chúc cuối cùng của team học văn chị Hiên này. Chúc mừng sinh nhật chị yêu. Em chúc chị tuổi 24 tràn đầy hạnh phúc. Hy vọng mọi khoảnh khắc hạnh phúc của chúng ta sẽ luôn có nhau. Vậy là chúng ta đã đi qua hết tất cả những cái câu hỏi của chị. Bên cạnh đó thì các bạn ấy còn dành tặng cho chị rất là nhiều những món quà đặc biệt nữa ở trong ngày hôm qua. Và chị cảm thấy cực kỳ hạnh phúc về điều này. Chị mong rằng là trong những cái khoảnh khắc sau này thì chúng mình sẽ luôn luôn có nhau. Và chị cảm ơn các em rất nhiều thông qua cái phần phát trực tiếp này. Chị muốn gửi một lời cảm ơn chân thành từ team học văn chị Hiên. Bởi vì các em lúc nào cũng sẵn sàng song hành cùng với chị, bảo vệ chị, lo lắng cho chị, đồng hành cùng với chị. Và luôn luôn đặt cái sự tận tâm lên hàng đầu, và đó là điều mà chị cảm thấy mình đã thành công khi xây dựng được một đội nhóm đến thời điểm hiện tại, vô cùng yêu thương nhau, nỗ lực và luôn luôn giúp đỡ lẫn nhau. Buổi tối ngày hôm qua chúng ta đã cùng với nhau nói những cái câu chuyện để hiểu về nhau hơn. Và chị mong rằng là team học văn chị Hiên sẽ mãi mãi gắn kết như vậy. Chị cũng hy vọng là các bạn 2K2 khi lên đến đại học sẽ gia nhập vào team học văn chị Hiên để chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn nữa ở bên cạnh nhau các bạn nhé. Được không? Thêm một lời cảm ơn nữa mà chị cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất, đó là đến bố mẹ chị. Những người luôn luôn ở bên cạnh chị, dạy cho chị về việc là nhất định mình cần phải sống tốt hơn mỗi ngày, và mình phải sống hạnh phúc hơn mỗi ngày. Chính bố mẹ chị đã cho chị cuộc sống này, và chị cảm thấy trân trọng điều đó vô cùng. Chị hứa với các em sẽ luôn luôn nỗ lực và cố gắng để làm một tấm gương cho các em, để các em nhìn vào chị và các em thấy rằng là chúng ta cũng cần phải luôn luôn tạo cho mình những cái động lực để phấn đấu, để quyết tâm, để theo đuổi mục tiêu mà chúng ta đã đề ra. Ok không? Còn bây giờ thì chúng mình sẽ cùng hát Happy Birthday để chúc mừng cho sinh nhật của chị nhá. Được không? Rồi, chúng mình sẽ hát bài Happy Birthday một đoạn ngắn để chúc mừng cho sinh nhật của chị nhá. Ok không? Các bạn ok không? Nhá. Để kết thúc phần livestream này thì chúng mình sẽ cùng hát Happy Birthday trực tuyến như thế này để gửi lời chúc mừng sinh nhật đến chị. Và chị cũng sẽ tiếp nhận cái lời chúc mừng sinh nhật của tất cả các bạn ở trong ngày hôm nay. Và cảm ơn các em rất là nhiều vì đã dành những lời chúc tốt đẹp cho chị. Chúng mình sẽ đồng hành cùng với nhau trong suốt chặng đường này các bạn nhé. Ok không? Rồi, chúng mình sẽ cùng hát cùng với nhau nha. Một đoạn ngắn thôi. Ok. Chị có bánh ở dưới nhà đấy, nhưng thôi không mang lên. Anh hãy mang lên để thổi nến nhở. Ok, các bạn ơi, cảm ơn các bạn rất là nhiều vì ngày hôm nay đã dành thời gian để gọi là xem một cái phần livestream kiểu hơi cá nhân riêng tư của chị như thế này. Và chị mong là sang một năm mới, bước sang một tuổi mới, chị chỉ mong ước rằng là thế giới này sẽ đối xử dịu dàng hơn với chị, cuộc sống sẽ đối xử dịu dàng hơn đối với chị. Và chị cũng mong là cuộc sống sẽ dịu dàng hơn với tất cả chúng ta các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần livestream học hành tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye.